Chào các bạn, hôm nay là thứ bảy, mình về nhà bà ngoại chơi và bây giờ mình cũng đi câu cá nhé. Có cả dì Diệp nè, dì Ly nè, Mít nè và chị Lan nữa. Ngoài đường đi rất là nhiều hoa cỏ nó dính vào quần. Con chạy đi trước rồi, quay đi. Con đặt ở cạnh đường để tí về mình ngồi cầm về nha. Cái đầu hộp nó lâu nó còn tươi trẻ lắm mà vào tay con một cái là nó già nua. Đúng. Có muỗi. Có muỗi đấy. Quần gì đi cả một quét đó phải chẳng sao đấy. Quần. Em ít cũng câu cá nè, mọi người nhìn cái quần của mình có buồn cười không? Ôi hoa cỏ nó dính hết vào quần mình rồi. Ôi áo của ông rộng quá, nhà mình sẽ mỗi người một cần câu và mình cũng có một cái để xem ai câu được cá chép nha. Cân thủ. Wow, một con. Đâu con đây, con cá của con đâu? Đây con cá của con. Con này chắc phải treo. Con này. Và bây giờ trời cũng tối rồi, mình phải về thôi, tạm biệt các bạn. Cần cho nước à?